thẳng lên hướng này nè Minh à. I hate threading. Đau, nhỏ đang đau à. Chưa có tập trung cho máu con hồn. Ừ, nó rõ hơn. Này. Can I dye them like blonde? No, because you have that too, remember? So it'll look weird. Done? Mm-hmm. Same thing with this eye. Oh, your skin? Wrong way. Ủa hả, cái mắt kem mặt này. Ha ha, long eyelash. Được chưa? Được rồi.